Hiện nay thì chúng tôi chuẩn bị cho ra đời cái dòng xe EcoSport mới, là một cái dòng xe trọng điểm của năm 2018. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều trang thiết bị và công nghệ mới, như là cái robot ở xưởng body để dập và đột cái lỗ ở gầm body để lắp cái phần phụ phía trước, hoặc đầu tư 20 cái máy hàn điểm công nghệ một chiều tần số trung bình để cải thiện cái chất lượng điểm hàn ở xưởng body. Xưởng lắp ráp thì chúng tôi đầu tư 120 cái máy lắp siết bu lông lực mới, sẽ giúp cho cái việc kiểm soát lực rất là tốt. Ford mỗi khi mà muốn cho ra đời một dòng xe thì có một cái bộ tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt, từ xưởng vỏ xe cho đến sơn cho đến lắp ráp, và quy trình kiểm soát rất là nghiêm ngặt, và cái quy trình ấy thì được áp dụng khắp nơi. I'm very happy to be here in Vietnam introducing this new car from EcoSport brand. It's actually a nameplate that has a lot of history in company. We started this product in 2002 in South America. Brazil was the first market, but then we developed it to several other regions. Now we are launching a new version here in Vietnam. In terms of quality, we have developed a whole new interior for this vehicle to have better craftsmanship and to be more comfortable to the customer. So we're gonna feel better inside your own car. In terms of engine, we have the 1.5 Dragon as the new one that we are introducing, and we are still putting in the market a premium vehicle that's a 1.0 EcoBoost engine all around the world. It's a premium safety we are introducing to all the customers for EcoSport. We are very proud of that. We are now introducing the new Sync 3. It's the first big car application for this infotainment. It will give you a better connectivity to your smartphone, to the world outside, and it's gonna help you to feel better and drive better with your new EcoSport. EcoSport in particular is stylish, is affordable, and it has a flexible space usage that is liked by the customers, not just in Vietnam, but in more than 140 countries around the world. We heard customers from all around the world to make sure we could deliver the best product as possible. People use both emotional and rational reasons in choosing a car. We will deliver both to the customers. Từ lãnh đạo cho đến các chuyên gia và anh em dưới xưởng đã có một cái quá trình chuẩn bị rất là tuyệt vời.